trang nhỏ nhỏ mà WePro dành cho các bạn Realic nhân mùa Tết Nhâm Thìn này. Và trên tay chị là 30 lì xì tương ứng với những con số đến từ 1 đến 30. Trong 30 lì xì này sẽ có 3 con lì xì, có 3 con số tương ứng, 3 con số mà chị đã chọn. Và 3 con số này hiện giờ còn sẽ hơn. Và sau khi các bạn xem xong đoạn video này thì các bạn hãy nhanh tay comment những con số 10 xuống phía dưới nha. Và nhớ chú ý là nếu mà con số nào bị trùng nhau thì sẽ được tính cho các bạn nhanh tay hơn. Và còn một điều nữa là mỗi bạn chỉ được comment một số thôi. Các bạn có thể comment đi nào, và sau khi đủ 3 con số thì các anh chị sẽ hé lộ ra 3 con số may mắn nhất. Chúng ta hãy cùng chơi đi nào. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều.